Hello mọi người, tụi mình lại gặp nhau nữa nè. Và số Genius 38 hôm nay mình cùng điểm danh những tin nổi bật trong tuần này nha. Xả kho tới bến, giá không ngờ đến. Giảm giá lên đến 69% từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 2022. Để được ngẫm trong kiểu độc lạ trong Callisto Protocol, bạn sẽ cần sức mạnh của đồng tiền để mua DLC. Đến cả AI còn cho rằng việc nhờ nó làm bài tập về nhà là sai trái. Elon Musk chụp hình ngũ cảnh muốn lon Diet Coke và một cái súng Diamond Back trong GSX Human Revolution. Pokemon Scarlet and Violet dính lỗi khiến mắt nhân vật bị mọc dai y như là gãy như ý. Tuy mạnh nhưng mà tối ưu kém, GPU Gaming đầu tiên của Trung Quốc Mortress MTT S80 thất thủ dưới tay RTX 3060. Đại xin dép trong Modern Warfare 2 không xin dép. FIFA 23 chân thật tới mức cả ngàn người Việt trên YouTube cứ tưởng là trận World Cup ngoài đời thật. Vì chiều lòng fan, nhà phát triển Callisto Protocol hứa hẹn sẽ thêm nhiều hiệu ứng chết chóc vào DLC của game. Nhà phát triển của tựa game kinh dị Callisto Protocol vừa tiết lộ thêm một số thông tin thú vị về bản DLC của game, trong đó có gói DLC bao gồm rất là nhiều hiệu ứng chết chóc cho nhân vật chính là Jacob lẫn những con quái vật mà anh ta sẽ phải đối đầu. Tổng cộng, game sẽ có khoảng 25 hiệu ứng chết, bao gồm 13 cái dành cho Jacob trong gói Cortation và 12 cái dành cho kẻ địch trong gói Riot. Ngoài việc bổ sung một vài skin, gói Cortation còn có thêm một chế độ game siêu khó, còn gói Riot thì có thêm chế độ sinh tồn. Cả hai gói này đều nằm trong Season Pass đi kèm với phiên bản Digital Deluxe, vốn có giá cao hơn 20 đô so với phiên bản bình thường. Việc bán hiệu ứng chết dưới dạng gói DLC bị nhiều người cho rằng đây là một cách để hút máu game thủ. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Glenn Schofield của studio phát triển giải thích rằng họ nghĩ đây là điều mà fan muốn, thế nên họ mới quyết định làm thêm nhiều hiệu ứng chết chóc để bán cho game thủ. Có những bạn trẻ đã và đang sử dụng phần mềm OpenAI để làm dùng bài tập, và đây sẽ là những suy nghĩ của AI về việc đó. Có nhiều bạn trẻ đã chia sẻ câu chuyện về dùng công cụ OpenAI's Playground để đạt điểm A cho các bài tập về nhà. Thế là đã có người hỏi chính AI rằng nó nghĩ gì về việc người khác nhờ nó làm bài tập về nhà. Cụ thể, khi OpenAI nhận được yêu cầu giải thích cái vấn đề về đạo đức và xã hội trong việc sử dụng AI để làm bài tập về nhà, nó đã đáp lại rằng những người nhờ AI làm bài tập về nhà có thể sẽ không tiếp thu được bài học tốt như là lúc họ tự làm. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề về lâu về dài, nhất là khi làm bài kiểm tra hoặc là áp dụng bài học đó vào thực tế. Thêm vào đó thì sử dụng AI để làm bài tập về nhà còn có thể dẫn đến chuyện gian lận và tạo ra sự bất công đối với ai làm bài tập về nhà. Nói sơ một chút về OpenAI's Playground thì đây là một nền tảng cho phép người dùng tạo và huấn luyện các mô hình AI. Nó thường được các nhà nghiên cứu và nhà phát triển sử dụng để thử nghiệm các mô hình và cách ứng dụng AI mới. CEO Twitter Elon Musk chia sẻ một tấm hình chụp một cái tủ kế bên cạnh giường. Và trên đó là một cái súng Diamondback 357 của nhân vật chính Adam Jensen trong Human Revolution. Elon Musk mới đăng trên Twitter một tấm hình chụp cái tủ kế bên giường ngủ của ông. Có thể thấy trên đó là một cái hộp in hình Washington Crossing the Delaware và chứa một khẩu súng ngắn trong đó, 4 lon Diet Coke màu vàng và một mô hình khẩu súng lục trong game Just Human Revolution. Khẩu súng nhựa Diamondback 357 trong hình xuất hiện lần đầu tiên trong phần Human Revolution và đã mắc vào năm 2011. Nhân vật chính Adam Jensen đã dùng nó để bắn tên siêu chiến binh Jason Namier. Nhưng hắn ta chẳng si nhê gì cả. Thật ra thì cũng không quá lạ khi thấy tỷ phú Elon Musk là một fan của Sirius DS Ace. Vào năm 2020, ông ấy đã đổi hình profile của mình trên Twitter thành hình của DSX hồi năm 2000. Tấm hình này trở thành đặc vụ Denton siêu phàm đang đeo kính đen và nhìn lên trời một cách ủ rũ. Lại một lỗi khác của tựa game Pokemon Scarlet and Violet được game thủ chia sẻ trên mạng xã hội, và lần này là lỗi mắt của nhân vật bị lồi ra ngoài. Trên Twitter gần đây có một video cho thấy tựa game Pokemon Scarlet and Violet dính một lỗi ngớ ngẩn và hài hước, khiến cho cặp mắt của các nhân vật lâu lâu bị lồi ra ngoài cả một khúc dài. Lỗi này không chỉ xuất hiện trong các đoạn cắt cảnh mà nó còn xuất hiện khi game thủ điều khiển nhân vật chính đi xung quanh bản đồ. Video lỗi này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của game thủ trên Twitter, với gần 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Vẫn chưa biết chính xác là điều gì đã gây ra hiện tượng buồn cười này, nhưng ít nhiều nó cũng khiến cho một số người chơi cảm thấy khó chịu khi cứ phải nhìn vào mắt của nhân vật thụt ra thụt vào rất là kỳ cục. Mortress MTT S80 vốn có hiệu năng thô khá là mạnh mẽ, nhỉnh hơn RTX 3060 nhưng mà do chưa có tối ưu tốt nên là còn thua thiệt đối thủ rất là nhiều. Cách đây ít lâu, trang web công nghệ Trung Quốc Xreview đã chia sẻ kết quả test thực tế của card đồ họa Mortress MTT S80. Chiếc card này được sản xuất dựa trên tiến trình 7 nanomet, chứa 4096 nhân xử lý MUSA, 128 nhân Tensor và 16GB VRAM GDDR6 chạy với bus 256bit. Đây cũng là chiếc card đầu tiên trên thế giới sử dụng chuẩn kết nối PCIe 5.0.
Tiếc là nó vẫn chưa được tối ưu về mặt phần mềm nên thua thiệt khá nhiều so với RTX 3060. Cụ thể trong 3D Mark 6 DX9, RTX 3060 cho hiệu năng cao hơn MTT S80 đến 150% ở độ phân giải Full HD và 200% ở độ phân giải 4K. Trong phần mềm Benchmark Unity Valley 1.0, RTX 3060 mạnh mẽ hơn MTT S80 khoảng 100% ở độ phân giải Full HD và 200% ở độ phân giải 4K. Ở độ phân giải 4K thì chiếc card này có thể kéo được 128 FPS khi chơi Liên Minh Huyền Thoại, 165 FPS khi chơi Đột Kích và 87 FPS khi chơi Street Fighter 4. Tuy nhiên, MTT S80 chỉ mới hỗ trợ có 60 game mà thôi, và hầu hết đều là game Trung Quốc. Trung bình trong các bài test, chiếc card ngốn từ 210W đến 240W, còn khi tải nhẹ thì nó chỉ ngốn hơn 114W. Được biết, Mortres MTT S80 sẽ có giá dưới 300 USD. Nhiều game thủ Modern Warfare 2 bất ngờ khi đạn xuyên giáp bây giờ đã không còn xuyên giáp nữa. Bản cập nhật mới đây của Call of Duty Modern Warfare 2 có một thay đổi. Đó chính là đạn xuyên giáp sẽ không còn có chức năng xuyên giáp nữa. Cụ thể hơn, bản cập nhật này đã loại bỏ một số sát thương của đạn xuyên giáp khi bắn trúng kẻ địch mặc giáp. Điều này có nghĩa là khi bắn kẻ địch mặc giáp, dù bạn có xài đạn xuyên giáp đi chăng nữa thì sát thương của nó cũng y chang đạn thường. Thực ra thì đạn xuyên giáp bây giờ cũng không hẳn là vô dụng, vì bạn vẫn có thể dùng nó để phá hủy xe cộ và máy bay của phe địch nhanh hơn so với đạn thường. Tuy nhiên, đối với những ai mới chơi Modern Warfare 2 thì sẽ thấy khá là bất ngờ khi biết được đạn xuyên giáp lại không hề xuyên giáp. Trên YouTube xuất hiện nhiều clip World Cup nhìn cứ tưởng là thật, nhưng mà thiệt ra lại là FIFA 23. Trong mùa World Cup năm nay thì FIFA 23 đã lợi dụng để lừa cả chục ngàn người xem ở Việt Nam, tưởng rằng đó chính là trận World Cup đang được truyền hình trực tiếp. Để trận đấu trong game nhìn thuyết phục hơn thì thời lượng của nó đã được chỉnh lại để trùng khớp với thời gian lượng 90 phút ngoài đời thực. Tất nhiên là sau một hồi thì nó cũng sẽ được phát hiện ra, và đây chính là game FIFA 23 chứ không phải là chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu World Cup. Và họ cũng có cảnh báo những người xem khác về chuyện này. Tuy nhiên, không phải ai cũng xem phần bình luận, nhất là khi người đó đang xem trên điện thoại. Chính vì vậy mà chủ nhân của những clip này chắc chắn cũng thu về được cả mớ tiền. Vậy là đã hết bản tin ngày hôm nay rồi đó. Các bạn đừng ngần ngại comment cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like và subscribe nữa. Phải like và subscribe thì mới có người yêu nha. Và cuối cùng là chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ. Muốn có cho riêng mình mỗi câu, nhiều hơn những gì đang chạy trong đầu. Chẳng cần phải ước lâu, Giáng sinh này tớ chỉ mong